Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Mỹ bí mật gửi Atacam tầm xa tới Ukraine và Kyiv đã sử dụng chúng. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề: The US secretly sent long-range attackers to Ukraine and Kyiv used them. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Chính quyền Tổng thống Biden tháng trước đã bí mật vận chuyển hỏa tiễn tầm xa tới Ukraine lần đầu tiên trong cuộc chiến kéo dài 2 năm. Và Kyiv đã hai lần sử dụng vũ khí này để tấn công sâu vào phòng tuyến của Nga. Một quan chức cao cấp của chính quyền Tổng thống Biden và hai quan chức Mỹ cho biết, vào tháng 3, Mỹ đã âm thầm phê duyệt việc chuyển giao một số hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội với tầm bắn gần 300 km. Một quan chức cao cấp trong chính quyền Tổng thống Biden và hai quan chức Mỹ cho biết, cho phép lực lượng của Tổng thống Volodymyr Zelensky gây nguy hiểm cho nhiều mục tiêu Nga bên trong Ukraine hơn. Một quan chức Mỹ cho biết chính quyền sẽ bổ sung Atacam tầm xa trong gói viện trợ quân sự mới trị giá 1 tỷ Mỹ kim mà Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt hôm thứ Tư. Việc cung cấp phiên bản tầm xa của Atacam đã kết thúc một chương trình dài, trong đó Ukraine suốt nhiều năm kêu gọi nhận được loại vũ khí này, gây chia rẽ giữa Washington và Kyiv. Mỹ lặng lẽ gửi phiên bản hỏa tiễn tầm trung vào tháng 10, nhưng Ukraine tiếp tục thúc ép có được một loại vũ khí cho phép Kyiv tấn công xa hơn vào phía sau phòng tuyến của Nga. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn tầm xa hai lần, lần đầu tiên nhằm vào căn cứ quân sự của Nga ở Crimea và gần đây hơn là chống lại lực lượng Nga ở phía đông Berdyansk gần biển Azov, quan chức chính quyền cao cấp cho biết. Hôm thứ Tư, Hoa Kỳ đã công bố gói vũ khí mới trị giá 1 tỷ Mỹ kim sẽ nhanh chóng được chuyển đến Ukraine sau khi ông Tổng thống Biden đã ký thông qua dự luật viện trợ nước ngoài bị trì hoãn từ lâu, đã được Thượng viện thông qua trong tuần này. Trong số các loại vũ khí khác, đợt này sẽ bao gồm hỏa tiễn phòng không Stinger để phòng không, đạn pháo 155 ly, xe chiến đấu Bradley, hệ thống chống tăng Javelin và đạn chống người Claymore, theo thông cáo báo chí của Ngũ Giác Đài. Politico lần đầu tiên đưa tin vào tháng 3 rằng Mỹ đã gửi cho Ukraine một vòng thứ hai của một phiên bản Atacam khác vượt xa 160 km và mang theo đầu đạn chứa hàng trăm quả bom chùm. Một quan chức chính quyền cao cấp, giống như những người khác được giấu tên để nêu chi tiết về một quyết định nhạy cảm, cho biết chuyến hàng tháng 3 cũng bao gồm phiên bản tầm xa và các hỏa tiễn đã đến Ukraine trong tháng này. Các blogger quân sự Nga đăng tải hình ảnh cuộc tấn công vào căn cứ không quân Donskoy vào tuần trước và suy đoán Ukraine đã sử dụng Atacam. Ban đầu, Mỹ miễn cưỡng gửi Atacam ngay cả khi chịu áp lực liên tục trong nước và quốc tế do lo ngại về kho dự trữ và sợ chiến tranh leo thang. Nhưng chiến thuật ngày càng tàn bạo của Nga và việc Mỹ sản xuất phiên bản tầm xa ngày càng nhiều đã thuyết phục Tổng thống Biden cho phép chuyển giao. Chính quyền Tổng thống Biden cảnh báo Nga rằng việc tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine và sử dụng hỏa tiễn do Bắc Hàn cung cấp sẽ khiến Mỹ xem xét lại việc gửi Atacam tới Ukraine. Các cuộc tấn công đó vẫn tiếp tục, khiến các quan chức hàng đầu, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Charles Brown, đồng thanh khuyến nghị chuyển giao vũ khí. Quan chức thứ hai của Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Biden tin rằng việc cung cấp Atacam có thể mang lại cho Ukraine một số động lực mới trong cuộc chiến kéo dài 2 năm, buộc Nga phải rút lui các nút chỉ huy và kiểm soát quan trọng, cũng như các mục tiêu có giá trị cao khác như tài sản hàng không. Quan chức này cho biết, các hỏa tiễn chiến lược tầm xa cũng cho phép Ukraine gây nguy hiểm cho các khu vực quan trọng của Crimea. Điều đó bao gồm cả cầu Kerch nối Crimea bị tạm chiếm với Nga, cũng như các cảng và cơ sở hải quân trên bán đảo nơi hạm đội hắc hải của Nga hoạt động. Quan chức này thừa nhận Ukraine vẫn đang trong cuộc chiến khó khăn và Nga tiếp tục tung nhân lực, nguồn lực ra chiến trường. Quan chức này nói, không có vũ khí viên đạn bạc nào có thể thay đổi tính chất của chiến trường, nhưng
Ukraine có thứ gì đó trong bộ công cụ mà họ có thể sử dụng vào thời điểm họ chọn. Điều đó tạo ra tác động, mang lại cho họ một lợi thế. Quan chức này cho biết Tổng thống Biden đã thông qua quyết định ATACMS vào giữa tháng 2, nhưng phải đợi cuộc chiến tài trợ về khoản bổ sung diễn ra tại Quốc hội. Hạ viện cuối cùng đã bật đèn xanh cho khoản tài trợ hơn 61 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine vào thứ Bảy, và Thượng viện cũng làm theo vào thứ Ba, gửi nó đến bàn của Tổng thống Biden để ông ký vào thứ Tư. Tuy nhiên, vào đầu tháng 3, các quan chức ngũ giác đài đã cảnh báo các đồng nghiệp rằng việc tiết kiệm chi phí cho các hợp đồng vũ khí khác và dây chuyền sản xuất ồn ào đã cho phép Mỹ cung cấp ATACMS tầm xa trước khi bản bổ sung được thông qua. Sau đó, số vũ khí này được bí mật gửi đi như một phần của đợt viện trợ quân sự trị giá 300 triệu Mỹ Kim được công bố vào tháng 3. Tổng thống Biden năm ngoái đã chấp thuận gửi phiên bản hỏa tiễn tầm trung, nhưng vẫn miễn cưỡng gửi loại hỏa tiễn tầm xa mà Ukraine mong muốn. Mỹ đã bí mật vận chuyển loại vũ khí tầm trung có tên Anti-Personnel, Anti-Material, và Ukraine đã sử dụng nó lần đầu tiên vào mùa thu năm ngoái. Nhưng giờ đây, việc sở hữu ATACMS tầm xa trong kho vũ khí của mình cho phép Ukraine đe dọa các tài sản của Nga bên trong toàn bộ Crimea cũng như hạm đội Hắc Hải. Việc chuyển giao cũng có thể nâng cao tinh thần quân đội Ukraine ngày càng lo sợ rằng họ đã mất lợi thế trong cuộc chiến. Dự luật Hạ viện Ukraine được thông qua hôm thứ Bảy đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden gửi ATACMS tầm xa tới Ukraine càng sớm càng tốt. Lô hàng của Mỹ diễn ra sau một động thái tương tự của Anh, nước lần đầu tiên gửi hỏa tiễn hành trình tầm xa Storm Shadow tới Ukraine vào tháng 5 năm 2023, giúp Kyiv có khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa tới 255 dặm. Loại vũ khí này được phóng từ chiến binh của Ukraine đã cho phép Ukraine tấn công chính xác vào các bãi chứa đạn dược, cầu và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác nằm bên trong Crimea bị Nga tạm chiếm. Vương quốc Anh đã công bố gói viện trợ lớn nhất cho Ukraine trong tuần này, bao gồm 1.600 hỏa tiễn, bao gồm cả Storm Shadow. Pháp cũng đã gửi hỏa tiễn Scalp có tầm bắn tương tự. Giờ đây, ba đồng minh đã gửi hỏa tiễn tầm xa của họ tới Ukraine. Điều đó càng tạo thêm áp lực lên Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong việc gửi hỏa tiễn tầm xa Taurus của mình. Chính phủ của ông cho đến nay vẫn từ chối làm như vậy. Tuy nhiên, động thái này nhận được sự ủng hộ đáng kể trong Quốc hội Đức. Năm ngoái, Đức cũng từ chối gửi xe tăng Leopard tới Ukraine cho đến khi Mỹ đồng ý gửi xe tăng Abrams. Scholz cuối cùng đã đồng ý gửi xe tăng sau khi Tổng thống Biden thông báo rằng vài chục chiếc Abrams sẽ được gửi đến. Yeah, Mark, tôi có thể nói chắc chắn với bạn sẽ có nhiều Patriots hơn. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Yeah, Mark, I can tell you for sure there will be more Patriots. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Nhà lãnh đạo văn phòng Tổng thống Andriy Yermak ngày 24 tháng 4 cho biết chắc chắn sẽ có thêm nhiều hệ thống phòng không Patriot đang trên đường đến Ukraine. Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hệ thống phòng không trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga vào các trung tâm dân cư và cơ sở hạ tầng năng lượng ngày càng gia tăng. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Yermak cho biết Kyiv đang nói chuyện với nhiều đối tác, chủ yếu là Mỹ, về việc bảo đảm có thêm các hệ thống rất cần thiết và đề cập đến những tin tức gần đây về nỗ lực của Đức nhằm thuyết phục Washington gửi thêm. Tôi có thể nói chắc chắn với bạn rằng sẽ có nhiều Patriot hơn. Đối với chúng tôi, vấn đề thứ yếu là chúng tôi tìm được các hệ thống này ở đâu. Điều quan trọng hơn là chúng sẽ đến đây, và chúng đến đây càng sớm càng tốt, bởi vì đây là để bảo vệ các thành phố của chúng ta, bảo vệ người dân của chúng ta, ông nói. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ sớm nhận được tin tốt, Yermak nói thêm. Patriot do Mỹ sản xuất có hiệu quả cao trong việc đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo và hành trình của Nga. Berlin được cho là đang gây áp lực buộc NATO và các đồng minh Âu Châu gửi hệ thống của họ tới Kyiv, thay vì giữ chúng không được sử dụng.
Đức hôm 13 tháng 4 cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine thêm một hệ thống phòng không Patriot để chống lại các cuộc tấn công gia tăng của Nga. Cam kết mới sẽ nâng tổng số xe Patriot mà Đức cung cấp cho Ukraine lên 3 chiếc. Bloomberg viết rằng, việc Đức phân bổ 3 chiếc Patriot sẽ chiếm 1/4 kho vũ khí của đất nước, một tỷ lệ lớn hơn nhiều so với của Mỹ. Tin tức này nối tiếp câu chuyện của tờ Financial Times ngày 22 tháng 4, trong đó các nguồn tin chính thức cho biết Tây Ban Nha đang chịu áp lực cụ thể từ Liên Hiệp Âu Châu trong việc cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu trong một phiên họp trực tuyến của Hội đồng NATO-Ukraine vào ngày 19 tháng 4 rằng các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga và dẫn đến thương vong dân sự, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của Ukraine về phòng không bổ sung, và trong khi khả năng thông qua dự luật viện trợ của Mỹ sẽ làm giảm bớt một số nhu cầu đó, các nước Âu Châu vẫn có thể làm được nhiều hơn thế. Theo Zelensky, Ukraine cần 25 chiếc Patriot để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công của Nga. Kyiv cũng đang thúc đẩy Washington hợp tác sản xuất hệ thống phòng không Patriot. Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Makarova cho biết trong cuộc phỏng vấn với Pravda Âu Châu hôm 23 tháng 4. Ukraine tấn công thêm 2 kho nhiên liệu ở Nga bất chấp cảnh báo của Mỹ, làm thiệt hại 26.000 mét khối nhiên liệu. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ukraine strikes 2 more fuel depots in Russia, defying US warning. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Công ty dầu mỏ khổng lồ Rosneft của Nga cho biết họ đã mất khoảng 26.000 mét khối nhiên liệu sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Một quan chức thực thi pháp luật Ukraine quen thuộc với vấn đề này nói với Politico rằng máy bay không người lái của Ukraine đã phá hủy 2 kho chứa nhiên liệu ở khu vực Smolensk của Nga vào đầu giờ thứ Tư. Các cuộc tấn công xảy ra bất chấp cảnh báo công khai từ các quan chức Mỹ rằng các cuộc tấn công của Kyiv vào các nhà máy lọc dầu của Nga có nguy cơ gây bất ổn cho thị trường toàn cầu. Trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin kêu gọi nước này tập trung vào các mục tiêu quân sự. SBU, cơ quan an ninh Ukraine, tiếp tục phá hủy một cách hiệu quả cơ sở hạ tầng quân sự và hậu cần cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga ở Ukraine. Những vật thể này đang và sẽ vẫn là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi, quan chức Ukraine giấu tên cho biết. Cuộc tấn công nhằm vào 2 cơ sở lưu trữ và bơm nhiên liệu ở khu vực Smolensk, cách biên giới với Ukraine khoảng 500 km. Các quan chức Nga cho biết, các cuộc tấn công vào các cơ sở thuộc sở hữu của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Rosneft của Nga đã khiến Nga thất thoát 26.000 mét khối nhiên liệu. Sau những vụ nổ mạnh, một đám cháy quy mô lớn và việc di tản nhân viên đã bắt đầu tại các cơ sở. Thống đốc Smolensk Vasily Anokhin xác nhận rằng máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các cơ sở năng lượng trong khu vực. Sau đó nói thêm rằng không có nạn nhân, nhưng các dịch vụ khẩn cấp của Nga cần triển khai 3 đoàn tàu cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Anokhin cho biết, hỏa hoạn xảy ra do một cuộc tấn công của đối phương vào các cơ sở năng lượng và nhiên liệu dân sự ở các quận Smolensk và Yatsensky. Anokhin nói thêm, ngọn lửa được khoanh vùng, không có nguy cơ lan ra ngoài các vật thể. Kể từ đầu năm 2024, truyền thông Ukraine đã thống kê có 15 vụ tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở 9 khu vực của Nga. Chúng tôi đã giảm 12% sản lượng và chế biến dầu ở Nga. Chúng tôi tiếp tục làm việc và trạm xăng tiếp tục bốc cháy. Nhà lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine Vasyl Malyuk nói với truyền thông Ukraine vào tháng 3. Chính phủ Nga đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 8. Moldova ra tay chấn áp sau động thái của Nga. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Moldova clamps down after aggression moves,
Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Chính quyền Moldova đã tịch thu hơn 1 triệu Mỹ Kim từ một nhóm chính trị được Mạc Tư Khoa hậu thuẫn ở nước này, gọi các quỹ này là một sự tài trợ chính trị bất hợp pháp. Hôm thứ Ba, hơn 20 triệu lei Moldovan đã bị tịch thu từ khoảng 150 người Moldova. Hầu hết trong số họ vừa đến phi trường Chisinau sau khi tham dự một cuộc họp ở Mạc Tư Khoa. Cảnh sát đã lục soát và nhận ra rằng tất cả 150 người này đều mang trên người những số tiền rất lớn. Cảnh sát mô tả những số tiền này là một phần của kế hoạch tài trợ bất hợp pháp cho các đảng chính trị từ các nguồn đen tối. Các nhà lãnh đạo của khối bầu cử thân Nga mới được mệnh danh là chiến thắng hôm thứ Ba cho biết họ đã bị quấy rối và cố tình trì hoãn tại phi trường khi trở về Moldova sau chuyến đi Mạc Tư Khoa. Quân đội Nga đóng quân tại khu vực ly khai Chanitchia của Moldova và đất nước này có chung đường biên giới với Ukraine. Nó là một phần của Liên Xô trước năm 1991. Căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Nga và Moldova trong suốt cuộc chiến ở Ukraine, vốn được gây ra bởi cuộc xâm lược của lực lượng của Vladimir Putin vào năm 2022. Tổng thống Moldova Maia Sandu đã cáo buộc vào tháng 2 năm 2023 rằng Nga với sự giúp đỡ của các cá nhân đóng giả là người biểu tình chống chính phủ đã đang tìm cách lật đổ chính phủ của mình và ngăn cản đất nước của cô gia nhập Liên minh Âu Châu. Ilan Shor, một nhà tài phiệt chạy trốn bị Mỹ trừng phạt, đã tuyên bố thành lập đảng chiến thắng trong cuộc họp ở Mạc Tư Khoa cuối tuần qua. Cương lĩnh của đảng này là phản đối kế hoạch gia nhập Liên hiệp Âu Châu của Sandu. Trước đó, Shor nói rằng tư cách thành viên Liên hiệp Âu Châu sẽ có hại cho công dân của chúng tôi và đất nước. Ông nói, nhiệm vụ của chúng tôi là cho mọi người thấy những lựa chọn thay thế đã hoạt động theo thời gian. Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết trong một phân tích mới nhất về cuộc xung đột ở Ukraine hôm thứ Ba rằng các chính trị gia đối lập ở Moldova có thể có ý định sử dụng số tiền bị tịch thu để hối lộ người biểu tình và cử tri. ISW trước đây đã đánh giá rằng việc thành lập khối bầu cử Victory sẽ cho phép Điện Cẩm Linh tập trung vào nỗ lực chính trị thống nhất như một phần trong nỗ lực gây bất ổn cho xã hội Moldova, tấn công chính phủ dân chủ của Moldova và ngăn cản Moldova gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Sandu, người thường xuyên lên án việc Nga xâm lược Ukraine, cho biết vào tháng 7 năm ngoái rằng cô sẽ yêu cầu sự giúp đỡ từ Romania, một thành viên của NATO, nếu Mạc Tư Khoa có ý định tấn công đất nước cô. Chúng tôi quan tâm, chúng tôi chấp nhận những kịch bản bi quan nhất, cô nói. Theo đó, chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi tình huống, và trong tình huống Nga cố gắng tấn công Cộng hòa Moldova, rõ ràng chúng tôi sẽ yêu cầu giúp đỡ. Tưởng cũng nên biết thêm, sau sự sụp đổ của đế quốc Nga, phần lớn lãnh thổ Moldova ngày nay trở thành một phần của Romania. Điều này kéo dài trong suốt thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến. Sau đó, khu vực này bị Liên Xô xâm lược và sáp nhập và gọi là Cộng hòa Moldova. Quan hệ Moldova-Romania hiện đại xuất hiện sau khi Cộng hòa Moldova giành được độc lập từ Liên Xô vào năm 1991. Chủ nghĩa phò Romania là một phần nhất quán của nền chính trị Moldova và được thông qua trong cương lĩnh của Mặt trận Nhân dân Moldova vào năm 1992. Ngôn ngữ chính thức của Moldova là tiếng Romania. Người dân hai nước có chung truyền thống và văn hóa dân gian, bao gồm tên chung cho đơn vị tiền tệ gọi là Leu Moldova và Leu Romania. Hiện tại, mối quan hệ giữa hai quốc gia đặc biệt thân thiện, đặc biệt là nhờ chính quyền thân Romania của Maia Sandu ở Moldova. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy Romania và Moldova có thể hiệp nhất sau khi Moldova giành được sự giải phóng khỏi ách thống trị của Liên Xô ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong thập niên thứ hai của thế kỷ thứ 21, ngay cả khi các chính phủ Moldova kế tiếp liên tục dao động giữa các quan điểm thân Nga và thân phương Tây. Romania vẫn quan tâm đến các vấn đề của Moldova và ủng hộ tiến trình hội nhập Âu Châu của nước này, trong khi Moldova dưới thời Tổng thống Maia Sandu có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Romania. Romania là thành viên Liên minh Âu Châu và NATO.
Hiện nay Moldova là ứng viên của Liên minh Âu Châu. Trong trường hợp Nga xâm lược Moldova, khả năng rất cao là Moldova sẽ tuyên bố hiệp nhất với Romania và do đó sẽ được NATO bảo vệ. Ngoại trưởng Ukraine, phương Tây phải tăng cường quốc phòng khi kỷ nguyên hòa bình ở Âu Châu đã kết thúc. Ngoại trưởng Ukraine đã nhiệt tình ca ngợi các chính trị gia Mỹ vì đã phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine, nhưng cảnh báo rằng nguồn cung cấp mới sẽ không ngay lập tức thay đổi tình thế trên chiến trường. Alleluia, Dmytro Kuleba nói khi được hỏi về phản ứng của ông trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng hôm thứ Ba của Thượng viện Hoa Kỳ. Ông nói rằng, tôi tin rằng chúng ta sẽ có một kết quả tích cực, nhưng phương Tây phải nhận ra rằng kỷ nguyên hòa bình ở Âu Châu đã kết thúc và chúng ta phải xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Nói chuyện với Guardian, Kuleba cho biết ông hy vọng rằng Tòa Bạch Ốc sẽ công bố gói vũ khí mới trong vòng vài ngày, có thể vài giờ, và chỉ là vấn đề hậu cần để đưa hàng tiếp tế đến tiền tuyến. Các quan chức ngũ giác đài cho biết một số loại đạn dược đã được dự trữ ở Âu Châu, trong đó pháo binh và phòng không dự kiến sẽ là một trong những ưu tiên. Kuleba cũng cho biết Ukraine đã xác định được 7 hệ thống phòng không Patriot mà nước này có thể sử dụng để bảo vệ dân thường ở các thành phố lớn bên ngoài Kyiv. Kuleba cho biết một chiếc đã được lấy từ Đức, 4 chiếc nữa đã được xác định và các cuộc đàm phán đang diễn ra. Kuleba cho biết cả 2 chiếc nữa đang nằm trong tầm ngắm của ông. Tổng thống Biden ký dự luật viện trợ 61 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Mỹ bắt đầu bí mật cung cấp ATACMS từ tháng 3. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Biden signs $61 billion aid bill for Ukraine. US began secretly providing ATACMS in March. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 4 rằng ông đã ký dự luật viện trợ nước ngoài có gần 61 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine thành luật, đánh dấu bước cuối cùng của quy trình lập pháp. Nó mang lại sự hỗ trợ quan trọng cho các đối tác của Mỹ để họ có thể tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa đối với chủ quyền của mình. Tổng thống Biden nói và cho biết thêm rằng ông sẽ ra lệnh gửi vũ khí đến Kyiv trong vài giờ tới. Sau nhiều tháng đấu tranh chính trị và tình hình ngày càng xấu đi trên chiến trường Ukraine, Hạ viện Mỹ cuối cùng đã thông qua gói viện trợ nước ngoài quan trọng vào ngày 20 tháng 4, trong đó bao gồm 60,84 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Hạ viện bỏ phiếu về 3 dự luật riêng biệt vào ngày 20 tháng 4 cấp viện trợ cho Ukraine, Israel và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nhằm giải quyết sự xâm lược của Trung Quốc trong khu vực. Ngoài việc hỗ trợ Ukraine, các dự luật còn bao gồm 26,4 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ Israel và 8,1 tỷ Mỹ Kim để chi cho an ninh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Dự luật thứ tư về các ưu tiên an ninh quốc gia phục vụ các mục tiêu của Đảng Cộng Hòa, bao gồm các lệnh trừng phạt đối với Iran, khả năng chuyển tài sản bị tịch thu của Nga sang Ukraine và một biện pháp có thể dẫn đến lệnh cấm TikTok. Thượng viện sau đó đã thông qua dự luật với tỷ lệ áp đảo vào ngày 23 tháng 4 với 80 phiếu thuận và 19 phiếu chống. Phát ngôn nhân ngũ sắc đài tướng Pat Ryder cho biết dòng hỗ trợ quân sự của Mỹ đã tiếp tục ngay sau chữ ký của Tổng thống Biden. Ryder cho biết nhờ các tổ chức như nhóm hỗ trợ an ninh Ukraine và cộng với những nỗ lực của chúng tôi với các đồng minh và đối tác quốc tế, chúng tôi đã tạo ra một mạng lưới hậu cần rất mạnh mẽ để có thể vận chuyển viện trợ vào Ukraine tức khắc. Đợt viện trợ mới sẽ xuất phát từ cơ quan rút vốn của Tổng thống Biden. Cơ quan này lấy thiết bị quân sự từ các kho dự trữ hiện có nghĩa là khả năng chậm trễ liên quan đến mua sắm sẽ được hạn chế. Một số viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Kyiv được cho là đã được chuyển đến Đức và Ba Lan, cắt giảm thời gian cần thiết để vũ khí và thiết bị đến tiền tuyến. Các phần khác có nguồn gốc từ gói trị giá 61 tỷ Mỹ Kim có thể mất nhiều thời gian hơn vì chúng có thể cần được gửi từ Mỹ hoặc các địa điểm khác,
một số mặt hàng viện trợ quân sự tiềm năng cũng sẽ cần được mua hoặc thậm chí sản xuất. Việc này sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh ngày 24 tháng 4. Trong bản tin tình báo ngày 24 tháng 4, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến tình trạng đào ngũ của quân Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thu Trinh. Theo tập đoàn truyền thông độc lập của Nga, Mediana Zona, vào tháng 3 năm 2024, các tòa án quân sự Nga đã kết án cao kỷ lục 684 thành viên lực lượng vũ trang Nga vì tội đào ngũ. Tổng số trường hợp đào ngũ kể từ khi Putin ban bố lệnh động viên một phần vào tháng 9 năm 2022 là 7.400. Trong đó, khu vực Moscow nhận số trường hợp đào ngũ cao nhất là 496. Nhiều binh sĩ bị truy tìm, đưa ra xét xử tại tòa án quân sự, được hưởng án treo, trở về đơn vị và ra tiền tuyến. Đồng thời, yêu cầu tị nạn ở các quốc gia phương Tây từ những công dân Nga trốn nghĩa vụ quân sự đã đạt mức kỷ lục. Binh lính Nga, bao gồm cả những người bị gọi nhập ngũ trong đợt điều động một phần vào tháng 9 năm 2022, được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự vô thời hạn và có rất ít khả năng được giải ngũ. Nga cảnh báo liên quan đến Ukraine, Mỹ đã chọn con đường chiến tranh. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia warns America had chosen the path of war over Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tại Hoa Kỳ vừa đưa ra lời cảnh báo rõ ràng tới Washington trong một động thái có thể là tiếp nối các phản ứng đầu tiên của Mạc Tư Khoa trước việc Tổng thống Joe Biden ký dự luật cung cấp thêm khoảng 61 tỷ Mỹ Kim viện trợ thời chiến cho Ukraine. Sự hỗ trợ này được Kyiv và phần lớn những người ủng hộ phương Tây coi là động lực lớn cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi lực lượng của ông đấu tranh để chống lại những bước tiến gần đây của Nga. Và các thành phố của Ukraine thường xuyên bị tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái trong hơn 2 năm, kể từ cuộc xung đột nguy hiểm nhất ở Âu Châu, ở Ukraine trong nhiều thập niên qua. Đối với Mạc Tư Khoa, đợt viện trợ mới nhất được coi là một bước leo thang khác hướng tới một cuộc xung đột toàn diện giữa các cường quốc. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói, Mỹ đã chọn con đường chiến tranh và trì hoãn một cách đau đớn sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chế độ Zelensky. Với quyết định của họ, các chính trị gia địa phương thực sự đang quyết định số phận của cả một đất nước, nơi đang được sử dụng như một công cụ đập phá chống lại Nga. Trong khi Mỹ mô tả cuộc xung đột này như một cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện do Nga phát động, chống lại nước láng giềng hơn 2 năm trước, sau một thời gian dài có thái độ thù địch hỗn hợp. Mạc Tư Khoa lại coi cuộc đối đầu đang diễn ra là đỉnh điểm của chủ nghĩa bành trướng của NATO dọc biên giới Nga. Giờ đây, Antonov đã cáo buộc Mỹ đã phát động một cuộc chiến tranh tổng hợp chống lại Nga. Trong đó, chính quyền Tổng thống Biden khuyến khích các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả các cơ sở răn đe chiến lược. Antonov thường có lối nói chuyện mà một số người cho rằng có tính chất khải huyền, một số người khác lại cho là mê sảng. Ông ta nói, như vậy, Mỹ đang thực hiện hành động đổ thêm dầu trên vùng đất đang cháy. Với sự dũng cảm của một tay đấu sĩ, nó cân bằng một cách chết người trên bờ vực của một cuộc đụng độ trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Ông nói thêm, nhưng nó không còn có thể bám trên sợi dây mỏng manh, cũ kỹ của trật tự thế giới nữa. Mỹ sẵn sàng lao thẳng xuống vực thẳm, lôi kéo người khác theo. Gói viện trợ Ukraine là một phần trong dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ Mỹ Kim, cũng sẽ cung cấp hỗ trợ bổ sung cho Israel trong bối cảnh nước này đang có cuộc chiến ở dải Gaza và cho Đài Loan khi nước này phải đối mặt với các mối đe dọa từ Trung Quốc, trong bối cảnh các sáng kiến toàn cầu khác. Sau khi giành được sự ủng hộ của Hạ viện vào thứ Bảy, dự luật đã được Thượng viện thông qua vào thứ Ba
và Tổng thống Biden ký dự luật thành luật vào thứ Tư. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố sau thông báo, hôm nay, chúng tôi gửi một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh lãnh đạo của Mỹ khi chúng tôi ủng hộ cuộc chiến của Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với liên minh gồm hơn 50 quốc gia mà chúng tôi tập hợp để cung cấp hỗ trợ quan trọng cho lực lượng Ukraine. Ngũ giác đài cũng đưa ra tuyên bố phác thảo một loạt vũ khí và đạn dược sẽ được gửi tới Ukraine thông qua gói hàng mới nhất, bao gồm hỏa tiễn phòng không, hỏa tiễn đất đối đất, đạn súng cối và pháo binh, đạn dược trên không chính xác, xe thiết giáp, súng chống bộ binh và các dạng thiết bị khác. Ngũ giác đài cho biết, gói này sẽ tăng cường đạn dược, vũ khí và thiết bị để hỗ trợ khả năng của Ukraine trong việc bảo vệ tiền tuyến, bảo vệ các thành phố của mình và chống lại các cuộc tấn công liên tục của Nga. Zelensky cũng hoan nghênh động thái này được đưa ra bất chấp sự đấu tranh chính trị ngày càng tăng ở Washington về tương lai của mối quan hệ mở với Ukraine trong bối cảnh các cam kết đối nội và đối ngoại khác của Mỹ. Bất kể ai nói gì, Zelensky nói trong một tuyên bố, chúng tôi đang nhận được sự hỗ trợ cần thiết để tiếp tục bảo vệ sinh mạng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Biden, Quốc hội và tất cả những người Mỹ nhận ra rằng chúng ta phải khuất phục Putin chứ không phải là quỳ gối trước mặt ông ấy. Vì đây là cách duy nhất để thực sự giảm thiểu các mối đe dọa đối với tự do. Tổng thống Zelensky cho biết, các khí tài chiến tranh trong gói này bao gồm chính xác các loại vũ khí mà các chiến binh của chúng tôi yêu cầu. Antonov cho biết, Nga cũng đã tập hợp lại sự lãnh đạo của mình và không có dấu hiệu lùi bước trước cuộc xung đột. Người dân Nga hoàn toàn đoàn kết xung quanh Tổng thống Vladimir Putin, quân đội của chúng tôi. Công dân Nga hiểu rằng mục tiêu của chúng tôi là chính đáng, Antonov nói. Tất cả các mục tiêu và mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh ngày 23 tháng 4. Trong bản tin tình báo ngày 23 tháng 4, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến Novomykhailivka. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thu Trinh. Vào ngày 22 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát Novomykhailivka. Thị trấn này nằm ở phía nam Marinka và phía đông bắc Vuhida, Donetsk. Novomykhailivka có tầm quan trọng, chiến lược quân sự hạn chế, nhưng nằm trên các con đường dẫn tới các khu định cư xa hơn, nằm dọc hai bên bờ sông Sukhi-Zali ở miền đông Donetsk. Các lực lượng Nga được cho là đã tiến vào thị trấn vào ngày 9 tháng 2 năm 2024 và đến giữa thị trấn vào ngày 24 tháng 3. Lữ đoàn 79 Zhutaria của Ukraine cho biết việc này cần một lực lượng gồm 30.000 binh sĩ Nga với tổn thất 300 thiết bị trong 6 tháng chiến đấu trên đường tiếp cận thị trấn. Từ khi tiến vào cho đến dọn sạch thị trấn, tổng quãng đường dưới 5 km, quân Nga phải mất 73 ngày. Đó là nhờ Nga có các lực lượng dự trữ bổ sung. Điều này chứng tỏ những bước tiến chậm nhưng ngày càng gia tăng mà lực lượng Nga đang đạt được. Trên trục này, các lực lượng Nga có thể sẽ tìm cách tiến về thị trấn Kostiantynivka, cách Novomykhailivka 2 km về phía tây. Những bước tiến xa hơn về phía bắc, Vuhida cuối cùng có thể cho phép vượt qua hàng phòng thủ của Vuhida. Những hệ thống phòng thủ đó đã gây ra thương vong cực kỳ cao cho lực lượng bộ binh của Nga. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lời Chúa Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.